Xin chào anh em yêu cầu. Chung kết cờ tướng nam nữ ASEAN 2023 là nơi hội tụ của hai nền cờ tướng mạnh nhất thế giới, đó là Việt Nam và Trung Quốc. Điều này phản ánh đúng thực lực của hai đội tuyển. Ở video trước, mình đã giới thiệu tới anh em trận đấu giữa Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh đấu với Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Hoa Mâm. Trong video này sẽ là trận đấu cực hay của Tây Độc Nguyễn Thành Bảo đấu với Khoái Đao Hiệp Khách Hành Uông Dương. Cái hay của trận đấu này chính là tinh thần thi đấu của hai danh thủ. Có những lúc Uông Dương dù là cờ trên phải chủ động xin hòa đại tướng của Việt Nam, nhưng anh Bảo quả là tinh thần phi phàm, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lạnh, quyết là thắng hoặc là bại chứ không hề hòa hoãn. Tinh thần bất khuất đó thiệt khiến người xem cảm động. Dù thắng hay thua, đây cũng là một trận đấu xứng đáng để thưởng thức. Mời anh em cùng bước vào trận đấu. Video này là review trận đấu nên có thể còn khiếm khuyết, chưa được chỉn chu. Cảm ơn và mong được anh em ủng hộ để các video sau sẽ được tốt hơn. Với quyền tiên thủ trong tay, Thành Bảo không nói nhiều, đóng pháo vào đầu để tấn công ngay. Uông Dương bình tĩnh sử dụng bình phong mã để ứng chiến. Bấy giờ Thành Bảo chủ động phát triển mã cánh phải. Lúc này Uông Dương xuất xe ra ngay. Thành Bảo thay vì thúc tam binh, anh chủ động thúc tất binh. Có lẽ anh Bảo cũng biết Uông Dương đã có nghiên cứu về lối chơi của mình, đánh như này để đối phương bất ngờ. Lúc này Uông Dương thúc binh tương ứng, khai thông chiến mã. Thành Bảo quái vô cùng, thay vì xuất xe qua lộ 2, anh ưu tiên phát triển mã cánh trái. Vậy là mưu đồ của anh Bảo là gì? Uông Dương có chút hoài nghi, nhưng cũng triển khai chính mã, hoàn thành thế trận bình phòng mã. Hóa ra Thành Bảo sử dụng đòn trung pháo tuần nà pháo. Thế trận này đã từng rất mạnh trong quá khứ. Trong 10 năm gần đây, có Lục Mạch Thần Kiếm hay sử dụng, anh Bảo mang dùng trong trận đấu vô cùng quan trọng. Mình tin là anh đã có sự nghiên cứu rất kỹ. Ý đồ tiếp theo của bên đỏ sẽ là xuất xe ra, sau đó thúc tam binh mời đấu tốt để pháo có thể ăn qua và chuyển làn pháo, từ đó có cơ hội xe chiến bình qua lộ 8. Tuy nhiên Uông Dương đâu để như vậy, anh ta phóng mã lên bàn hà ngăn anh Bảo ra trực xe. Không ra được trực xe, anh Bảo lao mã lên bàn hà soi trực diện vào trung lộ của Uông Dương, thành ra Uông Dương phải lên tượng thủ. Kế đó anh Bảo hoành xe lộ 9, cách ra quân vô cùng bài bản và đầy khoa học. Xét về mặt khai cuộc, bên đen có hai cách để triển khai quân, có thể là lên sĩ để sau này điều xe qua lộ 4, hoặc là thăng xe 8 lên để dễ bể cơ động quân mạnh. Với phương án bên đen lên sĩ, hẳn là đỏ sẽ chủ động điều pháo qua lộ 6 để sau này lên tượng ổn định hình trận. Có thể thấy bên đen quân xe rất khó phát triển. Uông Dương là một kỳ vương có sự nghiên cứu rất kỹ và bài bản, anh chủ động hoành xe lên là nước cờ vô cùng hợp lý. Bấy giờ Thành Bảo sử dụng chiến lược song hoành xe. Lúc này Uông Dương lao mã ăn tốt chiếm được lợi, sau này sẽ điều pháo vào nhòm mã của đỏ, cần thiết dùng mã diệt pháo đầu. Thành Bảo đã biết rõ mưu đồ đó, anh chủ động điều pháo ra, vừa là tránh đòn lại soi vào mã lộ 3 của đen, sau này sẽ lên tượng dùng pháo bảo vệ mã. Suy cho cùng, mã lộ 3 là điểm mấu chốt để đen tấn công vào nó, khoái đao liền điều pháo vào, mặt khác mở thông đường cho chiến xe. Bấy giờ anh Bảo lên tượng ngũ thủ vững sân nhà. Uông Dương hiểu rằng nếu anh chạy xe vào lộ 6, đối thủ sẽ mang xe theo đấu. Lúc này anh chọn lối chơi cẩn trọng lên sĩ thủ, có lẽ anh tính rằng mình sẽ đá hòa để chịu chiến thắng. Vì đây là đồng đội nên tính chiến lược quan trọng lắm. Còn anh Bảo khát khao chiến thắng, điều xe vào lộ 4 chiếm vị trước. Nhưng thật không ngờ, khoái đao ra đòn ngay, anh lao xe qua, ý chỉ sẽ dồn lực tấn công vào mã lộ 3 của đỏ. Rất có thể sẽ dùng mã đạp tượng ngũ, sau đó ăn pháo xuống mã. Vậy nên anh Bảo gấp rút thăng xe lên cản mã lại. Hai cao thủ đi toàn đòn mạnh đánh vào yết hầu, xem vô cùng đã mắt. Trong hình cờ phức tạp này, nếu như đen cố tình lao tốt qua sông, anh Bảo sẽ ăn mã xuống tốt. Bên đen chạy xe qua cơ động quân mạnh, anh Bảo lập tức ăn pháo qua tốt. Bên đen lao xe lên để bắt pháo, thì đỏ mang xe qua giữ. Bên đen lăng mã qua đường biên để dùng pháo bắt mã đỏ.
thì đỏ lại có nước cờ lên sĩ đuổi xe trước. Sau khi xe chạy thì mới tung đòn chạy pháo ra để bắn mã và cười chói cho mã của mình. Đấy, như vậy bên đen có phần thất thế. Do đó trong ván đấu thực chiến, Uông Dương đành lòng lui pháo về thủ sân nhà. Anh bảo muốn chiến thắng thì phải tìm cách cởi chói mã lậu ba, nước cờ thoái mã hồi tâm và dùng pháo đuổi xe thể hiện rõ điều đó. Sau khi xe đen phải chạy thì anh bảo ăn pháo lên tốt để sau này lao mã lên hoàn thành kế lấy xả thay cột, vô cùng hợp lý. Lúc này Uông Dương hỏi thăm sức khỏe của anh bảo bằng chiêu lao mã qua đường biên. Anh bảo buộc phải lao mã qua lộ 7. Bên đen rất quái, chưa vội lao mã chiếu, nhanh chóng lao tốt qua sông để gây áp lực. Nhưng anh bảo đâu đơn giản, phóng xe qua sông 10 đấu quân. Uông Dương thầm nhủ, đồng chí này đã rắn thế. Anh bảo khẽ đáp trả, chứ lại không à, bạn ăn xe của tớ đi. Rõ ràng nếu đen ăn xe thì đỏ lăng mã qua sông lại thuận lợi nước cờ dùng mã đuổi pháo. Đấy, như vậy thì đỏ yêu quá trời. Tất nhiên Uông Dương đâu dài, anh lập tức tung đòn lăng mã qua chiếu trước hỏi thăm sức khỏe của anh bảo. Anh bảo bình tĩnh điều xe sang cản lại ngay. Rõ ràng tiếp theo đây đen phải chạy xe và lao xe xuống giữ mã là nước cờ hợp lý nhất rồi. Các bạn ơi, đây là thời khắc vô cùng quan trọng. Nếu anh bảo đi được nước cờ tấn xe xuống để sau này bình qua bắt pháo và bắt tốt thì cao quá. Vì pháo có chạy lên hà, anh bảo có đòn hồi mã kim thương đuổi pháo và tóm cổ mã trong tương lai. Đánh như này e là bên đen sẽ mệt tới khó thở mà thôi. Trong ván đấu thực chiến, anh bảo ăn tượng lên tốt để sau này thoái tượng về, tiếp đó thoái pháo 8 về và đuổi mã. Có thể thấy nước này không hay bằng đoàn tấn xe xuống, nhưng cũng khiến Uông Dương vô cùng khó chịu. Kiếm khách Uông Dương quả không hề đơn giản. Anh tung ra nước cờ chạy pháo đuổi xe. Đoàn này khiến anh bảo mất nhiều thời gian suy nghĩ xem việc chạy xe đi đâu là hợp lý nhất. Mình nghĩ là trong hình cờ này, anh bảo đã nghĩ tới phương án chạy xe qua 10 đấu pháo. Vì pháo không đấu cũng dở, sau này đỏ sẽ có đoàn thoái pháo 8 về tìm cách bắn mã đen. Mà nếu như đấu pháo thì xe đỏ ăn về. Các bạn có thể thấy quân xe lộ 1 của đen cũng chưa có đường ra. Anh bảo vẫn đang như thế. Sau này anh có đoàn mã 6 thái 5 bắn mã của đen vô cùng hay ho. Thật tiếc là anh không chạy xe sang đó. Trong thực chiến anh điều xe qua lộ 4. Có lẽ anh bảo muốn kim cô hết mọi đường giao quân của đối thủ. Tuy nhiên xe ở vị này lại vô tình rơi vào tầm ngắm của mã bên đen. Đó cũng là điểm bất lợi khiến anh bảo bị đối phương khai thác. Quả đúng như dữ liệu, Uông Dương điều pháo bắt quân, pháo đỏ ăn xuống thì sẽ mất xe. Do đó anh bảo phải lao tốt qua sông. Nếu Uông Dương ăn tượng lên thì sẽ là xe ăn tượng, bên đen hết vị. Nhưng Uông Dương lại đi ra nước cờ xuất thần, đó là nhanh chóng chi xi lên. Ý đồ tiếp theo sẽ là điều pháo vào bắt chiếc xe đỏ hoặc là ban ma. Nước cờ quá độc địa. Anh bảo của chúng ta quả là đại tướng. Trong cơn khó khăn anh vẫn bình tĩnh dùng pháo diệt xuống. Đen ăn ma lên thì anh bảo điềm nhiên bắt lại quân ma. Vậy là Uông Dương đã tận dụng nước đi không mạnh của anh bảo để tiêu diệt xe, đơn giản hóa thế trận. Trong khi mọi người đang nghĩ Uông Dương chạy xe sang để đuổi pháo, nhưng như vậy đỏ sẽ chạy pháo và đuổi lại mã sẽ là không hay. Uông Dương là đại cao thủ, trong cơn bi cục tung ra nước cờ sấm sét, đó là phế thẳng pháo xuống sĩ, quá là đỉnh cao luôn. Rõ ràng lúc này nếu đỏ thoái mã về để bắt quân thì đen lập tức chạy pháo qua biên và sẵn sàng phế cây, bởi vì xe ăn mã. Đỏ lập tức tung đoàn tấn xe chiếu ép tướng phải lên, sau đó mới điều xe qua và đuổi pháo. Có thể thấy pháo mã lúc này đã mất cân, pháo phải thoái lề để cho mã giữ và đen tung đoàn tấn xe đuổi pháo. Các bạn ơi, bên đỏ các cây không chi viện được nhau, pháo phải thoái lui và xe chạy ra phục đoàn tấn xe chiếu. Có thể thấy cạm bẫy phế pháo của Uông Dương vô cùng đẳng cấp.
Tuy nhiên, anh Bảo đã đi được nước cờ mạnh nhất. Anh chạy pháo qua, tập trung bắt mã của bên đen. Đồng thời giữ vững được đôi mã liên kết nên đen không dám chạy pháo ra biên vì đỏ bên cánh trái đang đứng hết vị đẹp rồi. Thành ra lúc này, Ung Dương phải liên tượng ngăn lại. Thành Bảo thoái tượng về, vẫn dùng pháo đuổi mã. Ung Dương lại thoái tượng về và Thành Bảo tiếp tục liên tượng. Lúc này, Ung Dương giơ tay và cầu hòa. Nhưng thật bất ngờ, anh Bảo không nghe, tớ không đồng ý. Tất nhiên, Ung Dương cũng là một tay cao thủ. Đã là như thế, anh chấp nhận chơi đôi công, lao xe xuống và sẵn sàng phế lại mã. Ý đồ tiếp theo sẽ là dùng pháo ăn qua si. Phê phân Thành Bảo có cơ hội diệt mã, tiêu diệt ngay. Ung Dương ăn qua si và chiếu tướng, ép anh Bảo phải thượng tướng tầng 2. Sau đó Ung Dương điều xe qua lộ 3. Rõ ràng mã 7 ăn về pháo sẽ là không ổn. Đây là một hình cờ vô cùng khó. Thực tế anh Bảo mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ trong nước cờ này. Lúc này đây, tốt của anh Bảo có vẻ khó chạy. Nếu anh lao tốt xuống thì anh sợ đối thủ sẽ ăn pháo về. Như vậy tuy anh mất tốt nhưng sẽ nhanh chóng ổn định hơn, bởi vì pháo đen đã lui về sân nhà. Còn như trong hình cờ này, bên đen ngoan cố để cản đường mã thì đỏ có thể chạy tốt qua cản mặt xe hoặc là lao mã xuống. Bên đen tiếp tục bị thế kim cô. Trong ván đấu chính thức thì anh Bảo sử dụng biến lên tượng ổn định trận hình. Phải nói là Uông Dương quá quái, anh ta tấn công ngay, không thèm ăn tốt, thoái pháo về, cản đôi mã, ép buộc anh Bảo phải nâng pháo lên thủ. Tiếp đó Uông Dương thoái xe về bắt pháo, Thành Bảo mang xe qua phòng thủ cho pháo của mình. Sau đó Uông Dương lao xe qua, mục tiêu trong tương lai sẽ là dùng pháo ăn tốt biên, mã lên tấn xe chiếu bắt chiếc xe đỏ. Nước cờ quá là mạnh. Anh Bảo thoái pháo về đường đáy với ý đồ điều vào để kích xe, nhưng Ung Dương ra đoạn trước dùng pháo ra tốt đường biên. Lúc này anh Bảo vô cùng khó đi, bởi vì điều pháo vào đuổi xe ắt hẳn là bên đen sẽ tung đòn như sau, dùng pháo ăn thẳng tốt đầu. Các bạn thấy đó, nếu như mã lên thì xe tấn chiếu, bên đỏ sẽ mất xe và bại trận. Còn như trong hình cờ này, mã lên pháo thì vẫn bị đòn xe tấn chiếu, bên đỏ cũng dễ bại trận. Do đó anh Bảo chỉ còn cách chạy pháo lên cản đường công của bên đen. Lúc này đây, Uông Dương âm thầm đưa tốt đường biên lên, ý chỉ là sẽ đá cờ tàn. Nước cờ này khiến anh Bảo cảm thấy khó ở, bởi lẽ một khi tốt sang sông sẽ vô cùng khó khăn cho anh. Tuy nhiên, hình cờ lúc này vẫn là đôi công xô sát. Anh Bảo thoái tượng về đường đáy. Đáng nhẽ Ung Dương nên lao tốt qua sông để sau này điều vào bát pháo, đánh như vậy sẽ khả thi hơn. Tuy nhiên, anh ta nổi lòng tham, trầm pháo xuống tuyến đáy. Ung Dương tính toán có phần sai lầm. Anh ta nghĩ rằng sẽ có đoàn tấn xe chiếu, bởi vì xe đỏ không về được. Nếu như tướng lên thì có thể thoái pháo về bắt xe và gây khó khăn, vì mã ăn về thì xe đen cắm súng chiếu là bên đỏ sẽ nát trận. Nhưng anh Bảo tính toán xuất thần, âm thầm lao tốt xuống, bởi lẽ nếu cố tình tấn xe chiếu thì đỏ vẫn có nước cờ thoái tượng về phòng thủ sân nhà, tức là đỏ dùng xe và pháo thủ cho lộ tượng. Có thể thấy âm mưu của ông Dương đã tan thành mây khói. Thành ra lúc này anh ta vội vàng lên sĩ ổn định trận hình của mình. Trong hình cờ này, nếu đánh hòa hoãn hơn, anh Bảo có thể thoái tượng về đường đáy với mục tiêu phòng thủ tuyến đáy, tương lai có thể thoái nốt tượng về thì thế trận của anh vô cùng vững chãi. Tiếp đó sẽ là đoàn phóng pháo tám qua tấn công nơi tốt đầu thì sẽ vô cùng hay. Trong ván đấu thực chiến với phong cách bao táp, anh Bảo lao pháo qua sông hòng đánh vào tốt đầu của đối phương. Nước cờ đầy uy lực. Uông Dương thừa hiểu rằng nước cờ lao pháo xuống đáy đã bị hớ, giờ anh phải tổ chức tấn công ngược lại, đó là thoái pháo về hòng bắt vào tốt đầu. Anh Bảo chiều ngay, nổ tốt đầu chiếm trung lộ. Uông Dương cũng ăn lại tốt, gọi đoàn chiếu tướng. Anh Bảo thấy rằng họ vẫn chưa kịp phối hợp các quân mạnh với nhau. Mặt khác, anh có tốt lộ 6 vô cùng mạnh, chủ động thoái tượng về đường đáy.
nước cờ đầy khí chất. Mình cứ ngỡ rằng Uông Dương sẽ thoái pháo về để dùng xe phối hợp với pháo tấn công nơi trung lộ. Như vậy rất có thể anh Bảo sẽ chơi đôi công dùng tốt an sĩ. Bởi lẽ xe chiếu tướng thì tướng xuất ra, xe tiếp tục chiếu thì tướng lại vào. Bấy giờ thoái xe về để tấn công thì đỏ cứ điềm nhiên lao tốt xuống áp sát tử cung. Bởi vì xe chiếu thì tướng xuất ra, xe tiếp tục chiếu thì đỏ điều xe vào đấu. Pháo đen không đưa ra được vì sẽ bị mã đỏ lụm ngay, mà đấu xe thì đen hết vẹo. Trong bàn đấu chính thức, Uông Dương chơi cẩn trọng, anh ta chủ động xuất tướng ra trước. Trong hình cờ này, nếu anh Bảo dùng tốt diệt sĩ thì rất là hay, vì đen phải ăn sĩ lên, sau đó mới ăn vô pháo đen. Xe đen ăn vào chiếu thì đỏ có đòn đóng pháo vào chiếm trung lộ. Sau này có cơ điều xe qua lộ 8 phục đoàn tấn xe chiếu tướng. Khi mà tướng lên mới nhảy mã tới thì viên đen vô cùng khó khăn, bởi vì đen chạy xe qua đường biên phục đoàn cắm xuống đáy chiếu, đỏ có nước cờ hay điều pháo ra. Rõ ràng xe có thể ăn pháo, nhưng đỏ còn nước cờ bình pháo qua chiếu và có cơ lụm ngay xe đen. Những cạm bẫy rất là sâu, không hề đơn giản. Trong ván đấu chính thức thì Thành Bảo dùng mã tiêu diệt pháo nguy hiểm. Uông Dương ăn xe vào gọi đòn chiếu, anh Bảo nhanh chóng thoái tượng về phòng thủ. Uông Dương quái vô cùng, chạy xe qua đường biên phục đoàn tấn công tuyến đáy, thành ra anh Bảo lại phải thoái mã về thủ vững sân nhà. Lúc này đây Uông Dương chơi kiểu co quay, tức là anh ta chạy xe vào và đuổi tốt. Thành Bảo không chịu, lao pháo qua giữ tốt bằng được. Uông Dương điều xe qua đuổi mã, anh Bảo lại thoái pháo về quyết giữ mã. Uông Dương vẫn chưa chịu, lại chạy xe vào, anh Bảo lại phải chạy tốt qua. Tiếp đó Uông Dương chạy xe đuổi tốt, anh Bảo lại đành lòng chạy tốt vào. Tất nhiên cứ đánh cù nhảy như vậy đâu phải là cao thủ. Uông Dương đổi biến lao tốt qua sông, thấy vậy anh Bảo tung ra nước cờ cực cao, đó là tiếp tục phế pháo chạy xe qua, hòng đánh trực diện vào sĩ của bên đen. Nước cờ cao siêu, nếu Uông Dương tham lam dùng xe ăn pháo, anh Bảo sẽ tung đoàn dùng tốt giã thẳng vào sĩ phục đoàn tấn tốt chiếu, sau đó cắm tốt chiếu để tạo thành sát cục. Bên đen không đủ thời gian dùng xe ăn mã, buộc phải thoái xe về thủ, và anh Bảo có nước cờ xuất tướng thần trưởng tập trung hai xe đánh trực diện thì bên đen chỉ có mà xi ma toay. Thật tiếc cho anh Bảo là Uông Dương đã nhìn ra mưu đó, anh ta chi tượng lên. Anh Bảo của chúng ta khí thế hùng hồn, dùng tốt giã sĩ, tất nhiên Uông Dương phải ăn xi lên. Đây là thời khắc mang tính chất quyết định của ván cờ. Trong khoảng thời gian ngắn nên anh Bảo không nghĩ ra nước cờ vách tượng định giang sơn. Đây là đoàn thế quá cao, bởi vì đỏ đang phục chiêu dùng xe an sĩ, sau khi tướng vào sẽ có đoàn pháo 3 bình 5 tạo thành pháo lồng công sát cực mạnh. Bên đen cực kỳ khó đi, nếu như dùng xe an mã, đỏ có đoàn bình pháo qua chiếu, khi mà sĩ phải xuống sẽ có đoàn chạy pháo qua chiếu và lụm ngay em xe, cực kỳ cao phải không các bạn? Còn trong hình cờ này, nếu đen dùng xe ăn pháo, vẫn là đoàn bình pháo qua chiếu, ép sĩ phải về, sau đó chạy pháo qua chiếu và lụm ngay em xe. Có thể thấy, nếu ở giai đoạn này, Thành Bảo của chúng ta đi được nước cờ vách tượng định giang sơn, thì anh sẽ là người chiến thắng. Nhưng thật tiếc, trong khoảng thời gian ngắn, anh lại đi nước cờ dùng xe ăn sĩ, ép tướng phải vào. Lúc này đây, cả mã và pháo đều bị truy kích. Tiếp theo đây, anh Bảo điều xe chiếu tướng, ép tướng phải ra. Nước chiếu lấy giờ. Nước cờ thoái mã hồi cung để bảo vệ pháo là nước cờ buộc phải đi rồi. Các bạn yêu cờ có thể thấy, mã bảo vệ pháo muốn khai thác vào vị trí đó thì Uông Dương điều xe qua, ý đồ sẽ là C6 tấn 2. Nước cờ quá là ghê răng, anh Bảo rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Thành ra
anh chấp nhận chạy pháo qua. Uông Dương tiếp tục, xuất tướng thuần trưởng, ý đồ sẽ là cắm xuống tạo sát ngay. Anh bảo gấp rút, thoái pháo về, phòng thủ nơi tuyến đáy. Nhanh như sóc, Uông Dương tấn xe xuống, đang phục đoàn, dùng xe ăn pháo. Tình thế quá khó cho anh bảo của chúng ta. Thành ra lúc này, anh phải nhanh chóng thực hiện một số nước cờ chiếu tướng với mục đích lấy thời gian mà thôi. Tới đây thì anh bảo buộc phải đổi biến, đó là nước cờ Lào Ma Lên. Về phần Uông Dương, thịt ngay quân pháo, quá ngon lành, đồng thời còn dọa bắt Tượng Ngũ. Anh bảo không hề lo sợ, Lào Ma Lên bảo vệ tượng của mình. Uông Dương đâu đơn giản, nhẹ nhàng thoái tượng về, phòng thủ với đoàn phản của anh bảo. Nước cờ quá chắc cú, anh bảo tiếp tục lấy giờ bằng các thủ pháp chiếu tướng. Bấy giờ anh thoái xe về. Lúc này Uông Dương lao xe xuống, ý đồ sẽ đánh vào tâm. Anh bảo thấy thế cờ quá nguy, nhưng không sợ, lao ma qua sông, tìm đường phản công. Uông Dương quá kinh nghiệm, điều xe chiếu, ép buộc tướng phải xuất ra. Sau đó anh ta chạy xe qua, phòng thủ sân nhà. Vậy là anh bảo đang ngày càng khó đi. Uông Dương đang phục đoàn, xe 7 bình 4 chiếu, ép xe đỏ ăn về, sau đó dùng xe ăn pháo, sát cục luôn. Lúc này, anh bảo vô cùng tiếc nuối, chấp nhận bình xe qua chiếu, ép tướng phải vào, sau đó lao ma tới để chiếu, thì tất nhiên tướng đen xe xuống. Có thể thấy, anh bảo kiểu gì cũng chậm hơn một nước, có lăng mác hay xích chiếu cũng chưa sát cục được. Mặt khác, không còn nước cờ, nhảy mã ngọa tào, nên anh chấp nhận vào tướng. Còn Uông Dương ra đoàn rất nhanh, anh ta chạy xe qua, đang phục đoàn, dùng xe ăn pháo sát cùng ngay. Anh bảo thấy rằng thế cờ tới đây không có khả năng chống đỡ, chấp nhận buông cờ chịu thua. Trận này tuy anh bảo thua, nhưng Uông Dương cũng phải khen anh hay, bởi vì ý chí chiến đấu quá là cao.